Bình trà vẫn còn ấm, mùi trà vẫn còn thoang thoảng quanh đây. Khóa cửa cái không chặt, chứng tỏ người đó vẫn chưa rời đi. Hơn nữa, phần rèm cửa bị sọc sạch. Xem ra... khổ lắm nữa. Hôm nay lại sang ăn vạ chị cơ à? Mẹ gọi này. Alo, con nghe đây ạ? Dạ vâng. Mẹ yên tâm nhá. Dạ, con chào mẹ ạ. Đây là thuốc của em mà. Ok, chị hiểu rồi. Không phải bà Hoa là chết tao.